Cách mở khóa trình tạo mã còn gọi là xét thật hai yếu tố. Chào tất cả anh em nha. Thì cảm ơn em đã quay trở lại với kênh YouTube của Quyền. Thì Quyền chúc cho anh em có một ngày thật là vui vẻ và thành công hơn trong công việc cũng như là học tập luôn nha. Thì video hôm nay Quyền sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách phá trình tạo mã còn gọi là xét thật hai yếu tố. Thì cái phần xét thật hai yếu tố này, khi mọi người đăng ký bằng ứng dụng Authent hoặc là tin nhắn văn bản SMS và số điện thoại, thì một trong hai cái này nếu mọi người mắc bằng ứng dụng, nếu mọi người mắc ứng dụng hoặc là mọi người mắc SIM thì mọi người không thể nào lấy được cái mã. Khi mọi người đăng nhập vào Facebook thì nó sẽ yêu cầu một cái mã. Thì nếu mà mọi người mà có lấy được cái mã dự phòng á thì có thể nhập vào. Còn nếu mọi người không có lấy mã dự phòng thì không có thể, thì không có cách nào để mọi người có thể truy cập vào tài khoản của mình. Thì Facebook đã cập nhật mới cái phá trình tạo mã nè, nó có hai dạng. Một là nó cho mọi người gửi giấy tờ tùy thân. Hai là nó không cho mọi người gửi giấy tờ tùy thân. Thì hiện tại á, Quyền sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thứ nhất là gửi giấy tờ tùy thân. Còn cái cách thứ hai thì Quyền xin phép là không có hướng dẫn mọi người được nha. Vì cái này là chén cơm của rất là nhiều anh em luôn. Nên cái phần hai á, Quyền mà hướng dẫn á thì sẽ có rất là nhiều anh em vô nói Quyền. Nên cái phần này anh em thông cảm cho Quyền nha. Thì cái trường hợp thứ hai á, anh em nào gặp á, cái phần mà không có gửi giấy á, thì anh em nào cần hỗ trợ thì cứ liên hệ vào bên trên Quyền. Thì cái phần hai nè, nó yêu cầu là cái Facebook của anh em phải có ảnh chính chủ của mình, là ảnh khuôn mặt của mình, là mình có từng đăng lên Facebook. Nói chung là một cái ảnh nào đó là của mình là được thôi nha. Tại cái phần hai này là xác minh ảnh selfie. Xác minh selfie là Quyền sẽ xác minh một đoạn video của anh em. Thì trước khi vào video á, mọi người cho Quyền xin giới thiệu sơ qua. Thì bên Quyền có nhận tăng like, tăng follow, mở khó, bảo mật, bảo kê tài khoản Facebook, chạy quảng cáo. Thì ngoài ra anh em nào cần á, lên tích xanh thì anh em cứ nhắn tin vào số Zalo của Quyền nha. Thì số Zalo của Quyền là 0398776610. Thì cái số Zalo này Quyền có để dưới phần mô tả video. Anh em nào cần Quyền hỗ trợ thì anh em bấm vào phần mô tả sẽ thấy cái số Zalo của Quyền thôi nha. Ok, thì bây giờ bắt đầu vào màn hình, Quyền sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách phá trình tạo mã xét thật hai yếu tố luôn nha. Thì như đầu video hôm nãy Quyền nói, có form nó như thế nào và không có form nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ Quyền sẽ mở hai cái lên cho mọi người cùng xem nha. Đây, như cái bên trái màn hình mọi người đang thấy, hiện tại con app này là không có form. Khi mọi người bấm vào cần một cách khác để xác nhận đó là bạn thì mọi người bấm vào nè, thấy không? Nó không có cái dòng nào để cho anh em bấm tiếp tục để anh em gửi giấy tờ tùy thân của mình cả. Còn cái phần bên đây bên phải, anh em bấm vào cần xác nhận. Đây, nó sẽ hiện cho mình cái mũi tên này xuống nè. Mọi người bấm vào. Đây, nó sẽ đến cho mình là cái phần là đi đến phần gửi giấy tờ tùy thân lên. Thì cái này gọi là có form. Còn cái phần bên trái này là gọi là không form. Thì có form á, nó cho mình gửi giấy tờ. Còn không form á, thì nó không có cho mình gửi nha. Thì cái phần này, cái phần không form này, anh em nào cần hỗ trợ thì anh em cứ liên hệ qua số Zalo của Quyền nha. Thì ok, hôm nay Quyền sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách tải giấy tờ tùy thân lên trên Facebook khi mà mọi người bị mắc ứng dụng Authent hoặc là mắc số điện thoại nha. Thì gửi, khi mọi người gửi cái này lên Facebook của mọi người phải yêu cầu là tên với lại ngày tháng năm sinh nó trùng với lại giấy tờ tùy thân của mình. Thì giấy tờ tùy thân của mình là căn cước công dân hoặc là giấy phép lái xe, thì hai cái giấy đó nó phải trùng khớp với lại tài khoản Facebook của mình thì mới xác minh được nha. Còn nếu mà không có chung á thì không nào xác minh được. Thì bên Quyền á có nhận pha cái giấy, nếu mà anh em nào mà không chung giấy tờ, anh em nào cần hỗ trợ thì anh em cứ liên hệ vào cho Quyền. Bên Quyền có nhận mở những cái tài khoản mà không chung thông tin nha, nhưng mà yêu cầu là anh em phải nhớ tên với lại ngày tháng năm sinh của mình trong Facebook. Ok, thì cái phần này gửi như thế nào, bây giờ mọi người hãy thao tác theo Quyền nha. Mọi người nhớ xem video thật kỹ. Mọi người bấm cho mình là đi đến phần gửi giấy tờ tùy thân. Rồi, mọi người bấm cho mình là tiếp. Xong ở phần này, địa chỉ email, mọi người hãy lấy cho mình một cái Gmail trắng. Cái Gmail mà mọi người chưa có từng
Chưa đăng ký Facebook bao giờ nha. Xong mọi người hãy gửi cho mình, mọi người hãy dán cho mình hai ô. Rồi xong bấm gửi. Rồi nhập mã xác minh, xong mọi người quay lại Gmail cho mình. Đợi mã nó gửi về nha mọi người. Đây nó gửi cho mình một cái mã. Mình sao chép cái mã này rồi mình dán vào. Xong mọi người bấm tiếp cho mình. Rồi đến đây nó sẽ hiện ra. Thì như hôm nãy Viên nói, mọi người hãy gửi cho mình là chứng minh nhân dân hoặc là giấy phép lái xe. Thì nếu mà anh em nào có chứng minh nhân dân á thì anh em gửi nha. Thì chứng minh nhân dân á, cái tỷ lệ thành công nó rất là cao luôn. Thì khi mọi người bấm vào đây á, nó sẽ bắt mọi người là chụp. Nếu mà anh em á, dùng một cái điện thoại á, anh em làm trên điện thoại á, thì anh em có thể chụp. Anh em dùng cam sao anh em chụp. Nhưng mà khi anh em dùng một cái máy tính, một cái laptop thì nó sẽ có một cái cam trước. Anh em khó thể nào mà chụp được. Thì bây giờ anh em có thể bấm cho mình là tôi không có bất kỳ giấy tờ nào trong số này. Nằm bên dưới nha mọi người. Xong mọi người hãy gửi cho mình lên hai mặt, mặt trước và mặt sau. Đây. Khi mọi người chọn cho mình hai tấm ảnh xong, mọi người bấm cho mình là tiếp. Đây gửi tờ thăm. Cảm ơn bạn đã gửi thông tin. Chúng tôi thường xem xét giấy tờ tùy thân trong vòng 48 giờ và sẽ cho bạn biết khi thông tin mới. Mọi người bấm cho mình là hoàn tất nha. Ok, như thế này là mọi người đã gửi thành công nha. Ok, thì khi anh em mà gửi xong á, anh em đợi cho mình. Nếu mà tài khoản nào nhanh á thì nó sẽ phản hồi trong vòng 5 phút. Còn những nào tài khoản nào mà lâu hơn thì có thể là 30 phút đến 1 tiếng. Thì cũng có những tài khoản nó sẽ phản hồi cho mình trong vòng 48 giờ. Nếu mà trường hợp anh em nào chụp giấy rõ nét thấy hoàn toàn thì Facebook nó sẽ phản hồi cho mình rất là nhanh luôn nha. Nếu mà anh em chụp giấy nó mờ thì cái tỷ lệ Facebook nó phản hồi hơi lâu hơn một tí. Ok, anh em nào thấy video này của Quyền hay thì nhớ cho Quyền xin một like, một đăng ký kênh, nhớ là ấn vào chuông để theo dõi những cái video mới nhất của Quyền nha mọi người. Bye.